Không còn giấu mặt nữa, Ngọc Thảo đã chịu công khai bạn trai soái ca rồi này. Những hình ảnh ngoài đời bạn trai tin đồn của Ngọc Thảo không những đẹp trai mà còn có thân hình vạm vỡ, không kém gì các nam thần xứ Hàn. Sau khi kết thúc mối tình đình đám với rapper Henry, gần đây nhiều người hâm mộ đã phát hiện Ngọc Thảo đang hạnh phúc bên một chàng trai soái ca điển trai. Tuy nhiên, dường như cô nàng khá kín tiếng với mối tình mới này, không có nhiều hình ảnh được Ngọc Thảo tiết lộ cho đến khi cả hai bị phát hiện có mặt cạnh nhau trong đám cưới bạn thân Trustati và Trâm Anh hồi cuối tháng 3 vừa qua. Ngọc Thảo và bạn trai đứng cạnh nhau trong đám cưới của Trustati và Trâm Anh. Chiều 19 tháng 5, trên trang Instagram Hot Girl Ngọc Thảo đã chia sẻ hình ảnh cả hai rất ngọt ngào và tình cảm. Trong ảnh, cặp đôi rất hứng khởi và trên tay nữ diễn viên còn ôm bó hoa hồng như hoa cưới. Với hình ảnh mới nhất, nhiều cư dân mạng cho rằng bạn trai đã cầu hôn cô nàng. Nhưng sau đó, những hình ảnh này được cô xóa đi ngay, nhưng đã không qua được sự tin mắt của cộng đồng mạng. Vừa đăng ảnh lại không ngần ngại đề tựa rằng đây chính là tuyệt vời nhất trong năm 2018. Nhưng vài phút sau, Ngọc Thảo lại xóa đi. Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Thảo tự đăng ảnh của bạn trai tin đồn lên mạng xã hội. Những lần trước đây, cô nàng chỉ đăng ảnh nắm tay hoặc ảnh những món quà nhỏ xinh mà anh chàng này tặng thông qua story. Những hình ảnh cập nhật mới nhất của cô nàng và bạn trai trên trang cá nhân đã khẳng định mối quan hệ khăng khít của họ. Ngọc Thảo còn chia sẻ hình ảnh đang đi du lịch cùng bạn trai. Tuy Ngọc Thảo vẫn chưa chịu cho người mới lộ diện trên trang cá nhân, nhưng hầu như ai cũng biết anh chàng là ai. Được biết, bạn trai Ngọc Thảo hiện đang sinh sống tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Anh chàng đang có trong tay một quán cà phê riêng. Dựa trên những hình ảnh cập nhật đời tư ở Instagram, có thể thấy gia thế của anh chàng cũng không phải dạng vừa. Sở hữu ngoại hình điển trai, bên cạnh đó anh còn tỏa ra nét nam tính ngời ngời với cơ bắp vạm vỡ. Cả hai không ngần ngại diện giày đôi, cô nàng dường như đang chìm đắm trong hạnh phúc tột cùng.